Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Vu Lan Hồi Thường Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Vô Lượng Thánh Hiền. Ngược bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 18 tháng 8 năm 2019. Bổn từ chùa Quan Âm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Thể theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni đã hoan hỷ quan lâm về đạo tràng chùa Quan Âm. Giờ này đã đến giờ hành lễ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức hoan hỷ quan lâm chánh điện chứng minh và cử hành đại lễ Vu Lan hôm nay. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiện Đức từ bi hứa khả, chúng con thành kính đảnh lễ tam bái cung thỉnh. Nhân tam đảnh lễ hiện tiền Chư Tôn Thiện Đức Tăng và tam bái. Xin cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung nghinh Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni quan lâm đạo tràng. Do đó mà Vu Lan đã trở thành ngày hội truyền thống văn hóa của dân tộc Việt.
Dù trải qua bao nhiêu biến thiên thăng trầm của lịch sử, thay đổi của xã hội, ngày Vu Lan vẫn luôn lưu trong dòng sống của dân tộc Việt. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, phụng hành lời Phật dạy, hôm nay nhân dịp Vu Lan báo hiếu, dịp trả tội vong nhân, toàn thể quý Phật tử đồng hương đã vân tập về chùa Quan Âm cùng tham dự đại lễ Vu Lan. Giờ này chúng con đã nhận thấy ban nghi lễ và ban lăng sư đang từ từ cung thỉnh chư tôn thiền đức Quan Âm về chánh điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cài lên áo đỏ hoa mà nghe mằn mằn xót cha mẹ hiền, bây giờ ở chốn thiêng liêng tìm đâu cha mẹ vô biên hại hà. Vu Lan con độc Di Đà, hương hồn cha mẹ bay xa niết bàn. Hoa trắng như đóa hoa tang, nhắc con khó nhọc mẹ mang bao ngày. Chữ hiếu đền đáp cao dày, thắp hương con khẩn mẹ, thắp hương khẩn mẹ khỏi bay trách mình. Con cầu xin đứng hiển linh, suối vàng cha mẹ chung tình trùng lai. Biệt ly nào có chừa ai, đời người ngắn ngủi mây bay vô thường. Hồng trắng tường nhớ người mẹ già, Vu Lan còn mẹ mấy năm qua. Vẫn biết gọi tàm gọi luân thường, vẫn buồn tiễn biệt tiễn chia xa. Xin hát câu lòng mẹ bao la, xin nhớ ơn biệt nước Hồng Hà. Vu Lan bảo hiếu buồn gia dứt, nhớ mà khó nhang tội lòng ta. Chư tôn thiền đức đã Quan Lâm về chánh điện, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni an toàn. Và kính thưa quý Phật tử, chúng ta hướng mặt về phía chư tôn thiền đức và xin quý Phật tử chúng ta trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mặt chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý liệt vị, ơn cha lần cao hơn núi Thái, đức mà hiền sâu tờ biển khơi. Dầu cho dưng tròn cuộc đời, cũng không trả hết ơn người sinh ta. Đức Phật dạy trong muôn hành hiếu đứng đầu, báo hiếu là sự biết ơn phụng sự và giải khổ. Báo hiếu là sự thể hiện đại bi tâm. Phật tử chúng ta ngày đêm tu học thực hành pháp báo hiếu đối với cha mẹ thầy tổ, đối với đạo pháp và quê hương, nhờ đó mà phát triển lòng yêu thương rộng khắp đến mọi người, xem tất cả đều là cha mẹ. Vì lòng đại bi tâm, chúng ta chỉ nuôi dưỡng cha mẹ bằng cơm áo, mà còn bằng thâm hiểu giả pháp thoát khổ của Phật Đà. Không những báo hiếu lúc cha mẹ còn sanh tiền, mà kể cả khi cha mẹ đã qua đời. Không những đối với cha mẹ trong đời này, mà còn đối với cha mẹ nhiều đời kiếp trong quá khứ. Đại nguyện báo hiếu chỉ viên mãn khi cha mẹ được giải cứu ra khỏi bể trầm luân. Trong kinh Đức Phật dạy, phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất chưa thể gọi là báo hiếu, mà biết an trụ cha mẹ trong kinh pháp, hướng dẫn cha mẹ biết cung kính tam bảo, phụng hành lời Phật dạy, đó mới thực là người con chỉ hiếu vậy. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng ni, trước hết cho phép chúng con mạn phép thông qua chương trình đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 hôm nay như sau. Thứ nhất,
Chú trọng bát nhã cung nghinh chư tôn thiền đức Quan Lâm chánh điện. Thứ hai, múa lân cúng dường. Thứ ba, niệm Phật cầu gia bì. Thứ tư, chào Phật giáo kỳ và phút từ bí quán. Thứ năm, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ sáu, tuyên đọc thân bạch Vu Lan của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thứ bảy, dâng hoa cúng Phật. Thứ tám, lễ cài bông hồng cho chư tăng và Phật tử. Thứ chín, nghi lễ cầu nguyện và tuyên sớ cầu siêu Vu Lan. Thứ mười, cộ Phật khất thực. Thứ mười một, cạm tà. Thứ mười hai, cung tiễn chư hương linh cửu huyền đất tổ. Và cuối cùng là phần ngỏ trai, đó là phần nghi lễ hôm nay. Tiếp theo là phần múa lân cúng dường. Xin mời các em trong gia đình Phật tử chùa Quan Âm múa lân. Xin cảm ơn các em trong đoàn lân và trong các em một tràng pháo tay. Xin quý vị Phật tử chúng ta hướng mặt về phía chư tôn thiền đức và trang nghiêm chắp tay ngang ngực để cử hành lễ trà Phật giáo kỳ và phút nhập tử bí quán. Trước khi đi vào buổi lễ, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tòa chứng minh cử danh hiệu Đức Bổn Sư niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Yeah.
theo là lễ chào Phật giáo kỳ, xin cử quốc ca Phật giáo kỳ. Tiếp theo là phút nhập từ bí quán tượng niệm, để tượng niệm chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni, chư an ninh các thánh tự đạo đã hy sinh vì sự tồn vong của đạo pháp và dân tộc, để tượng niệm các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng quốc gia, vì sự nghiệp giải cứu dân tộc, để tưởng niệm các đồng bào ruột thịt không may đã bỏ mình trong các cuộc chiến hay trên đường tìm tự do, đặc biệt là để tưởng niệm công ơn sanh thần dưỡng dục sâu dày của hai đấng sanh thần cha và mẹ. Phút nhập từ bí quán bắt đầu. Nhập từ bí quán đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni an tòa, kính mời quý đồng hương đồng bào Phật tử đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự bạch chư tôn thiện đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, tiếp theo chúng con xin trân trọng giới thiệu chư tôn thiện đức tham dự và chứng minh đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 tại chùa Quan Âm. Trước hết, chúng con thành kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu thượng tòa Đạo hiệu Thích Trường Phước, trụ trì chùa Quan Âm, chứng minh và chủ trì đại lễ hôm nay. Chúng con xin thành kính giới thiệu và chúng tôi tỷ kheo Thích Đạo Quang xin được điều khiển chương trình của đại lễ hôm nay. Xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Thông Giới, trụ trì chùa Địa Tạng. Đại Đức Thích Quảng Tiến đến từ chùa Địa Tạng. Đại Đức Thích Phước Tuệ, chùa Quan Âm. Đại Đức Thích Pháp Chánh, chùa Quan Âm. Đại Đức Thích Phước Trí, chùa Quan Âm. Sư cô Thích Nữ Thông Tịnh, trụ trì chùa Trường Thủy. Sư cô Thích Nữ Thông Huệ,
chùa Quan Âm. Sư cô Thích Nữ Huyền Châu đến chùa Từ Thuyền Toronto. Sư cô Thích Nữ Nhất Nguyện. Sư cô Thích Nữ Ước Tánh Hiền chùa Quan Âm. Sư cô Thích Nữ Huệ Pháp đến từ chùa Bồ Đề. Sư cô Thích Nữ Pháp Chánh đến từ chùa Bồ Đề. Sajini Phước Bình, Đồ Tha và Saji Thích Phước Hải đến từ chùa Quan Âm. Và cuối cùng, ban tổ chức chúng con xin hân hoan chào mừng toàn thể quý đồng hương và đồng bào Phật tử tại Montreal, Laval, Long Gơi và các vùng phụ cận cùng đến tham dự đại lễ hôm nay. Ngưỡng bậc chư tôn thiện đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây, đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Trong tinh thần đó, xin quý vị cùng lắng lòng nghe thông bạch Vu Lan của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thắng Hoan, Hội đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Canada. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Trường Phước tuyên đọc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Canada, Hội đồng Chứng Minh Thông Bạch Vu Lan 2019 Phật lịch 2563. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư thiền đức tăng ni. Kính thưa quý thiền nam tín nữ Phật tử, lễ Vu Lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và dân tộc Việt. Hàng ngàn năm qua, ngày lễ cứu độ cả hai thế giới âm và dương, hướng về người mất cầu nguyện cho họ được siêu thoát, hướng về người sống cầu được an lành nơi dương thế, có duyên lành với Tam Bảo. Nhưng muốn nguyện cầu thì phải làm sao? Phải tạo nên phước đức, rồi từ phước đức này chúng ta hồi hướng đến người thân yêu. Phước đức lớn lao là cúng dường lên Tam Bảo trong mùa an cư kiết hạ. Có phước thì mới chia phước cho người khác được. Từ ý nghĩa này, người con Phật phát tâm cúng dường chư tăng cầu phước trong mùa lễ Vu Lan. Hội đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Canada gửi đến chư liệt vì những tâm nguyện sau đây. Một, Tam Bảo là ruộng phước lớn cho cộng đồng Phật tử. Do vậy, tùy theo địa chư, trụ sử, thành phố hay tiểu tỉnh bang, các từ viện, tu viện, vân vân, đứng ra tổ chức an cư để chư tăng ni câu hồi sắp tánh, trau dồi đạo nghiệp và nuôi nguyện lớn độ sanh. Trụ sử an cư như vậy là những ruộng phước lớn lao để người Phật tử tại gia gieo trồng công đức, tĩnh tâm. Trụ sử nào có chư tăng hội tụ để an cư thì đạo lực và phước lực nơi già lam đó được hương thịnh. Hai, nội dung khóa an cư ngoài việc tụng kinh giảng dạy giáo pháp, giới luật, chúng ta cần chia sẻ nhau những gì biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Bắc Mỹ, cũng như những thách đố mà tăng lự Việt đang hành đạo tại châu lục này. Hãy chia sẻ nhau về
mặc luật pháp của chính quyền liên tỉnh bang, cũng như thành phố đối với tôn giáo. Chúng ta cũng có thể mời những vị cư sĩ chuyên môn đến thuyết giảng những đề tài thiết thực cho đăng ni về xã hội này, chẳng hạn quan điểm về một nhà lãnh đạo đối với người Canada, một người counselor và những giới hạn đối với luật pháp. Một tăng lữ Phật giáo là người có cả hai bộ phận này đối với công dân nước Canada. 3. Tấm lòng của cha mẹ. Trong ngày lễ Vu Lan, chúng ta đưa cha mẹ và con cháu của mình cùng về chùa. Ngày lễ này là dịp chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, cũng là dịp chúng ta biểu tỏ tấm lòng trìu mến yêu thương đến con cái của mình. Vì nhờ có chúng mà ta trở thành cha mẹ. Cha mẹ sẽ chuẩn bị những món quà nhỏ cho con mình, và các cháu có thể thay cha mẹ mình kính tặng lại món quà này đến ông bà như lòng biết ơn. Nhờ có ông bà mà có cha mẹ, và có cha mẹ mới có mặt các cháu trên đời này, vân vân. Nếu không có ông bà thì các cháu sẽ giữ phần quà đó từ tấm lòng của cha mẹ. 4. Nhìn một bữa ăn chiều trong mùa Vu Lan cũng là mùa chúng ta nghĩ đến các loài cô hồn đói khổ trong chốn u đồ, những người bần cùng đói rách khắp nơi trên mặt đất. Chúng ta không thể cứu giúp hết được, nhưng chúng ta có thể đồng cảm sự đói khổ của muôn sinh. Sự đồng cảm này bằng cách từ nhìn đói một bữa ăn chiều. Trong giờ phút nhìn ăn đó, chúng ta ngồi yên lặng quán tưởng đến sự đói khát của loài ngạ quỷ trong địa ngục, của người thiếu phước dù được làm người mà vẫn đói rất triền miên. Chúng ta nguyện cứu giúp họ khi nhân duyên hồi đủ. 5. Các từ viện khuyến khích các em nhỏ viết bài về cha mẹ tôi, hoặc bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, tiếng Pháp. Đây là quà Vu Lan đơn sơ nhưng nặng tình của các cháu tặng cho cha mẹ trong ngày lễ. Chúng ta cùng khuyến khích những Phật tử gửi quà Vu Lan cho nhau trong mùa lễ bằng y cạc, đến với bạn bè, người thân và người Canada. Vu Lan là một văn hóa đặc thù của Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Mùa lễ về nhớ ơn và đền ơn. Mỗi người con Phật chúng ta nỗ lực phổ biến những ngày lễ Phật giáo cho cộng đồng Việt và Canada, vì Phật giáo chỉ là một tôn giáo nhỏ và nơi đất xứ này. Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Canada xin nhất tâm khẩn tuệ chư tôn đức tăng ni thêm một tuổi hà, tiếp thêm một sức sống cho Phật pháp. Đồng thời kính chúc toàn thể quý thiền tín cùng gia đình vô lượng cát tường trong mùa lễ Vu Lan 2019. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, California, ngày 15 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563. Thay mặt Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Canada, Sa môn Thích Thắng Hoan. Chúng con thành kính tiễn thượng tọa và kính trình thượng tọa hội tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bậc chư tôn thiền đức
tăng ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, tiếp theo là phần dâng hoa cúng dường. Xin mời các em trong gia đình Phật tử quan âm dâng lên điều múa ca ngợi và cúng dường chư Phật và cha mẹ. Với những tình cảm chân thành của các em, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút lắng đồng để cho hình bóng cha mẹ mãi là biểu tượng sáng ngời trong tâm hồn của những người con hiếu hạnh. Xin các em dâng hoa bắt đầu. Thank you.
Xin cảm ơn các em nhỏ thật là trang nghiêm và xin cảm ơn các em đã thành tâm dâng lên mười phương chư Phật những đóa hoa tươi thắm. Xin cảm ơn sư cô Thiên Nữ Hỷ Ý đã hướng dẫn cho các em trong phần múa dâng hoa cùng với gia đình Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần cài hoa hồng. Xin các em trong ban cài hoa dâng lên chư tôn thiền đức những đóa hoa vàng để tưởng nhớ về công ơn của mười phương chư Phật, công ơn của cha mẹ. Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người cha chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Với chiếc áo nâu sòng giản dị thất phần, các bậc xuất gia chư tăng ni đã âm thầm dâng tặng cho đời bao niềm an vui hạnh phúc. Cùng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng quý kính. Hôm nay ngài Vu Lan Báo Hiếu lại về, hàng đệ tử chúng con xin màn phép được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài đóa hồng vàng thắm để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và của mẹ. Xin các em cả lên chư tôn thiền đức đóa hoa vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần cài hoa cho quý Phật tử. Tiết tháng bảy mưa ngâu gió lành, hồi Vu Lan cháu thảo con hiền. Ôi mùa hiếu hạnh thiêng liêng, bông hồng bông trắng trên viền áo ai. Không biết từ bao giờ nhân loại đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho sự yêu thương. Trong đó có tình yêu thương cha mẹ. Mỗi lần mùa Vu Lan về, chúng ta lại chọn hoa hồng màu đỏ, màu trắng, màu vàng để cài lên trái tim của những người con hiếu thảo. Hoa màu đỏ tượng trưng cho những ai còn cha còn mẹ trên đời. Hoa màu trắng tượng trưng cho những ai mất cha mất mẹ để cảm nhận như mất cả bầu trời hạnh phúc. Hoa màu vàng kính dâng lên chư tôn thiền đức để thể hiện tấm lòng quý kính của bậc thầy cao cả, thay đức thể tôn giáo hóa chúng sanh. Và bây giờ xin quý vị hãy lắng đồng tâm tư với lòng thành kính, một lòng hoài niệm tấm lòng tri ân sâu sắc của mình về hai đấng sinh thành. Hãy cài cho nhau trên ngực áo một đóa hồng của sự yêu thương, đóa hồng của tình mẹ tình cha, và hãy nghĩ tưởng về cha mẹ mình bằng những gì tốt đẹp nhất. Và xin quý vị hãy thưởng thức bản nhạc bông hồng cài áo được thể hiện qua dòng hát của em Tăng Trung Hiếu. Xin mời anh. Như đóa hoa không mặt trời,
như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuông trong đêm khi làm lối. Mẹ, mẹ là lòng nghĩa ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là bốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Chiều nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Sắp tới đây vào ngày 14 tháng 9 thì gia đình Phật tử chùa Quan Âm có tổ chức một cái chương trình văn nghệ để kỷ niệm 10 năm tái hoạt động của gia đình hội Phật tử, đồng thời thì cũng là để gây quỹ để mà xây dựng thanh xá chùa Quan Âm. Thanh xá là nơi để mà các chư tăng ni có thể học tập và sinh hoạt ở đó, hoặc là cũng là nơi mà khi mà các vị chư thầy ở những nơi khác đến để giảng đạo hoằng pháp cho chúng ta
thì các vị sẽ có nơi để mà sinh hoạt và ngủ nghỉ. Do đó, việc này rất là quan trọng đối với tất cả các chư tăng ni và cũng như đối với tất cả Phật tử ở chùa Quan Âm. Do đó rất mong là quý vị sẽ dành thời gian để mà đến ủng hộ và tham dự chương trình văn nghệ vào ngày 4 tháng 9 này. Quý vị có thể xem thêm thông tin ở trên office ở dưới nhà ăn ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn em Tăng Phương Hiếu. Tiếp theo chương trình, ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, bây giờ là giờ phục thiêng liêng nhất của ngày hội Vu Lan, đó là phần nghi lễ cầu nguyện. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức khởi thân cử hành lễ để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được tăng long phước thọ, cha mẹ bảy đời và cựu huyền thất tổ của chúng con cũng như các hương linh được siêu sanh tình cần. Kính mời quý đạo hữu chúng ta đồng đứng dậy để cùng cử hành lễ cầu nguyện đại lễ Vu Lan. Trần sát đồ trung quá hiền
chí tâm thanh lễ thành thập phương biến pháp giới vi trần sắc đồ trung quả hiền vị lai nhất thiết tôn pháp. Chí tâm thanh lễ thành thập phương biến pháp giới vi trần sắc đồ trung quả hiền vị lai nhất thiết hiền thánh a tăng.
Minh Nam